Xin mời các giáo chúng ta đứng lên luôn. Ba vị trí chúng ta tiến lên xíu nè, sâu sâu xíu nè, sâu sâu xíu đây nè. Ok. Và ai sẽ là người giành chiến thắng trong cái vòng final này? Rất hay. Riêng mọi người tôi không biết sao, riêng tôi sẽ respect những đứa trẻ này mãi mãi luôn. Bởi vì đây là những ngọn lửa đã làm cho tôi ngày hôm nay. Tôi cảm giác được là mấy em rất nhiệt, nhiệt hơn mọi người luôn. Tôi nói thật một câu, tôi không ngại nói đâu. Ok. Và kết quả dù có như nào, tôi vẫn yêu tất cả các em ở đây. Chết đi, 3, 2, 1. Yeah. Xin được chúc mừng cho Timon Biggin. Không sao. Mọi người hãy cho đây đi kê một chàng vỗ tay thật lớn nào. Quá tuyệt vời con à. Ok. Rít rồi, rít cháu xong rít bỏ chạy luôn rồi, rít ơi. Ra chụp tấm hình nào.